Thưa quý vị, các cơ quan chức năng đang tích cực phối hợp để áp dụng các biện pháp nhằm cố gắng truy bắt bị án Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực với tinh thần kiên quyết, kiên trì, không nghỉ, không ngừng, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai. Đây là thông tin đáng chú ý tại cuộc họp báo về kết quả cuộc họp thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực do Ban Nội chính Trung ương tổ chức chiều nay. Thông tin tại cuộc làm việc cho thấy, đối với các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi chỉ đạo, đã khởi tố mới 4 vụ án với 24 bị can, ban hành cáo trạng truy tố 8 vụ án với 153 bị can, xét xử sơ thẩm 6 vụ án với 51 bị cáo. Cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật hơn 100 tổ chức đảng, hơn 3.600 đảng viên. Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban kiểm tra Trung ương đã xử lý kỷ luật 12 tổ chức đảng, 26 cán bộ cấp giám đốc sở và tương đương trở lên, trong đó có một nguyên ủy viên Trung ương Đảng, ba chủ tịch, nguyên chủ tịch tỉnh, hai sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang. Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên cho biết, Ban chỉ đạo Trung ương chỉ đạo ra soát, chấn chỉnh, khắc phục ngay những biểu hiện đùn đẩy, né tránh, làm việc cầm chừng, sợ sai không dám làm trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Xung quanh việc điều tra, xử lý 3 vụ đại án Vạn Thịnh Phát, AIC, Việt Á, ông Nguyễn Văn Yên cho biết, vụ Việt Á, cơ bản các cơ quan tiến hành tố tụng đã điều tra, làm rõ. Nhưng đây là vụ án xảy ra từ Trung ương đến địa phương và xuyên suốt ở đó có đối tượng của công ty Việt Á nên phức tạp. Sẽ lùi thời hạn kết thúc điều tra trong quý 2, ban hành cáo trạng truy tố, xét xử trong quý 3/2023. Liên quan đến vụ AIC, với Nguyễn Thị Thanh Nhàn, các cơ quan chức năng đang tích cực phối hợp để áp dụng các biện pháp nhằm cố gắng truy bắt. Vì chúng ta đã đưa vụ án đó ra xét xử và gì từ bị can này chuyển thành bị cáo, bây giờ đã chuyển thành bị án. Thì thưa các đồng chí, đó là người đã có bản án. Thì trách nhiệm của bị án là phải thi hành. Nhà nước ta thì cũng phải quyết tâm thi hành. Còn hiện nay thì báo cáo rõ các đồng chí là chúng ta chưa bắt được. Các đồng chí rõ như thế chứ không có thì cái nấn cấn hay là bắt giấu ở đâu. Đối với vụ đăng kiểm xe cơ giới, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương cho biết, Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương đã thống nhất chủ trương giao các cơ quan chức năng có giải pháp xử lý phù hợp nhất. Chủ trương là phân hóa xử lý các đối tượng có liên quan trong các vụ án để có cơ chế thống nhất đồng bộ áp dụng trên toàn quốc. Dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét cho ý kiến trong phiên họp sáng nay. Trong đó, tình trạng tiếp cận tín dụng khó, lãi suất cao, hoàn thuế chậm gây cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh, khiến cho nhiều doanh nghiệp đã khó lại càng thêm khó, tiếp tục được phản ánh tại phiên họp. Qua giám sát và tiếp xúc cử tri, chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết, việc hoàn thuế VAT còn chậm trễ, thậm chí có doanh nghiệp có hàng trăm tỷ đồng tiền thuế chưa được hoàn, khiến sức khỏe nhiều doanh nghiệp bị bào mòn, nhất là sau đại dịch. Cũng vấn đề đăng kiểm và một vấn đề hoàn thuế VAT, thì vừa rồi chúng tôi cũng đã nhận những cái báo cáo của Bộ Tài chính, thì doanh nghiệp cũng đã có xử lý rồi, nhưng mà có những cái doanh nghiệp bây giờ là chưa được hoàn thuế, có những cái doanh nghiệp có tới hàng trăm tỷ đồng mà chưa được hoàn thuế, thì bây giờ tiếp cận tín dụng đã khó như thế rồi, hoàn thuế thì không được hoàn thuế, thì cái câu chuyện nguồn ở đâu để mà sản xuất kinh doanh, cái chỗ này thì cũng đề nghị chính phủ sớm có cách nào, anh nào sai thì phải xử lý nghiêm, nhưng anh nào mà người ta làm đúng thì cũng phải có cách treo ở như thế, không có tiền, không có tiếp cận được tín dụng thì hoạt động sản xuất kinh doanh rất là khó. Đóng góp thêm cho báo cáo, theo Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, báo cáo thể hiện tiếng nói của cử tri và nhân dân nên số liệu đưa ra phải điển hình, thể hiện sự quan tâm của nhân dân. Nhiều vấn đề nóng đang gây bức xúc, lo lắng trong cử tri và nhân dân lại chưa được đề cập trong báo cáo. Đáng chú ý là sai phạm trong đăng kiểm thời gian qua. Có thể bổ sung vào một số cái việc mà cử tri và nhân dân lo lắng hiện nay và qua tiếp xúc với cử tri thì tôi thấy là ví dụ như ta đặt nhiều vấn đề về sai phạm của đăng kiểm hệ thống của cả nước thì trong cái báo cáo công tác đi tu cập đọc thì không thấy đưa vào. Cái thứ hai nữa là việc mua bán vận chuyển ma túy
bây giờ nó không còn đi đường bộ mà đi bằng đường hàng không. Rất là tinh vi mà công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án và khởi tố hàng mấy chục bị can. Nhiều ý kiến cũng đề nghị sớm nghiên cứu mức nâng phụ cấp cho giáo viên, nhất là giáo viên mầm non ở các khu vực khó khăn, có thu nhập khá thấp. Liên quan đến vụ án thao túng thị trường chứng khoán để thu lợi bất chính hơn 152 tỷ đồng, sau 2 ngày xét xử tại phần luận tội, cơ quan công tố khẳng định có đủ căn cứ cáo buộc Chủ tịch Louis Holding Đỗ Thành Nhân là người chủ mưu khởi xướng vụ thao túng giá chứng khoán, tác động tiêu cực đến tâm lý nhà đầu tư, gây hỗn loạn thị trường. Do đó đề nghị xử phạt bị cáo Nhân từ 6 đến 7 năm tù cùng bị truy tố về tội thao túng thị trường chứng khoán. 7 đồng phạm khác bao gồm Phạm Thanh Tùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Chứng khoán Trí Việt bị đề nghị 30 đến 36 tháng tù treo. Đỗ Đức Nam là Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Trí Việt 4 đến 5 năm tù. Lê Thị Thu Hương là Phó Tổng Giám đốc Chứng khoán Trí Việt từ 30 đến 36 tháng tù. Lê Thị Thùy Tiên là Nhân viên Dịch vụ Tài chính Chứng khoán Trí Việt và Trịnh Thị Thúy Linh là Giám đốc Hành chính Louis Holding 15 đến 18 tháng tù. Vũ Ngọc Đông là cựu tổng giám đốc Louis Holding từ 6 đến 9 tháng và Ngô Ngọc Vũ là tổng giám đốc của công ty cổ phần Louis Capital từ 6 đến 9 tháng. Viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên cấm các bị cáo đảm nhiệm các chức vụ và làm việc trong lĩnh vực tài chính chứng khoán từ 1 đến 3 năm. Thưa quý vị và các bạn, ngày 10 tháng 5, Tòa án Nhân dân TP.HCM đã triệu tập ông Huỳnh Uy Dũng, nghệ sĩ Hoài Linh, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên cùng nhiều người khác tới dự phiên xét xử bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm. Ngày 10 tháng 5, Tòa án Nhân dân TP.HCM ban hành quyết định xét xử vụ án Nguyễn Phương Hằng, 52 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam, cùng 4 đồng phạm về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Theo đó, phiên xét xử được ấn định vào ngày 1 tháng 6 và kéo dài trong vòng 5 ngày do ông Bùi Đức Nam làm chủ tọa. Tham gia phiên tòa này có 9 luật sư bào chữa cho Nguyễn Phương Hằng và ông Đặng Anh Quân. Ngoài ra còn có 7 luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các đương sự, trong đó có 6 luật sư bảo vệ riêng cho bà Phương Hằng. Hội đồng xét xử cũng cho biết đã triệu tập ông Huỳnh Uy Dũng, chồng bà Nguyễn Phương Hằng, ông Võ Nguyễn Hoài Linh, nghệ sĩ, bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh, ca sĩ, bà Đặng Thị Hàn Ni, nhà báo, ông Nguyễn Đức Hiển, nhà báo, bà Trần Thị Thủy Tiên, ca sĩ, cùng chồng là Lê Công Vinh, cựu cầu thủ bóng đá, ông Huỳnh Minh Hưng, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, bà Đình Thị Lan, bà Lê Thị Dầu, bà Trương Thị Việt Hà, Nguyễn Đình Kim đến tòa với tư cách là người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan. Cũng theo cáo trạng, lợi dụng sức ảnh hưởng của cá nhân, bà Nguyễn Phương Hằng liên tục tổ chức các buổi livestream để nói về nhiều nội dung chưa được kiểm chứng và phát ngôn về chuyện bí mật, đời tư, cuộc sống riêng của nhiều cá nhân, làm ảnh hưởng đến uy tín cá nhân, xúc phạm nghiêm trọng đến uy tín, danh dự của các cá nhân.